Mấy hôm trước, Bảo đã cùng với bà con mình đi đến bến cá ăn chuẩn. Có cánh cửa lửa hơi khó tính. Cho nên hôm nay, em mời bà con mình cùng em trải nghiệm chuyến lưới rút đầu tiên trong đời cùng tàu của gia đình chú Tư. Mà cũng tại cánh cửa hơi hẹp, không thân thiện với những chiếc tàu lớn. Cho nên, bà con mình chịu khó cuốc bộ xuống một xíu, ra bãi biển. Bãi biển này thuộc thôn Kỳ Tăng, xã Đất Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Như là bắt đầu đi. Nếu quý vị muốn mua các loại hải sản tươi khô được đánh bắt trực tiếp từ ngư dân như mực khô, cá khô, vui lòng liên hệ số điện thoại Zalo Cuộc Sống Dân Biển vì niềm tin và sức khỏe của bạn. Hello, xin chào bà con đến với kênh Cuộc Sống Dân Biển và em là Bảo, cũng xin chúc bà con một ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Cái gì đấy thì kiềm đông được à? Nhưng mà chú ngó gì đâu? Đây là bãi biển Kỳ Tăng phải không chú? Đây là bãi biển Kỳ Tăng ha. Bãi biển Kỳ Tăng, xã Đất Lợi. Dạ, xã Đất Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Dạ. Và hôm nay mình sẽ được chú Tư và tất cả tất cả anh em cho mình đi trải nghiệm một chuyến hành trình trên chiếc ghe lưới rút. Là ghe mình hai chiếc này, chiếc nào chú? Chiếc kia. Chiếc đây. Ghe của chú thì đậu ở ngoài bãi ngang đây. Tại vì ghe chú lớn cho nên không có vô cửa ở sông Vệ được. Lỡ. Dạ, cửa lỡ thì nó cạn, thì nó quá cạn cho nên là ghe mình to quá là không có thể nào vô được nha bà con. Đây có một làng chài nhỏ nhỏ thuyền thống nữa nè, khoảng mười mấy hai chục cái thống. Bà con sẽ đi biển. Đây chắc vô canh sáng rồi, phải canh trưa. Đa số bà con ở đây là vậy đó. Bây giờ anh em mình và chú sẽ đi bằng chiếc thúng này ra, bơi ra ngoài kia để lên ghe. Đa số lúc trước á, thì bữa mình cũng có quay một video rồi, thì chú và anh em á sẽ đi bằng một chiếc xuồng ngoài kia đó, chiếc xuồng để mình vận chuyển hải sản hoặc là mình vận chuyển người đi ra vô, nhưng bữa nay đi thống để mình đi ra vô cho nó gần hơn. Còn từ đây qua kia nó rất là xa. Mong cũng cầu mong rằng đêm nay sẽ được rất là nhiều cá, rất là nhiều mực. Không đi nhà bố à? Dạ con làm YouTube chú à. Mẹ ăn mà ăn mực ông. Dạ, dạ có ăn với không có chú. Ê, dạ. Đi biển có mưa không? Dạ không. Ê, mình đi ra trước đây rồi thúc sao nữa. Trời, đang có hố nhiều lắm, mày chưa hấp dẫn ở dưới đó. Dạ, cháu. Dạ. Chắc là nguyên trang dữ luôn. Dạ. Rồi chú cháu mình đi sao hả cháu? Dạ. Còn ai nữa không cháu? Còn nó giờ tên không nữa. Sáu kia là sáu người rồi đó. Đó, còn trước. Trước. Dạ, sáu người ra trước rồi chậm mới đi thống vô lại. Dạ, thống đầy nữa hả? Dạ. Ghe mình thấy tất cả là đi là bao nhiêu chú? 11 người, con nữa là 12 luôn á. Dạ. Tính rồi ghe lưu rút. Mình chú mà một nghìn họ luôn. Tính ra là đội bóng luôn rồi đó. Đội bóng hả? Dạ, 11 người luôn á. Đội bóng rồi đó. Dạ. Như là bắt đầu đi. Hồi nãy một chiếc thúng đi ra rồi, bây giờ mấy chú cháu sẽ đi thêm chiếc thúng thứ hai. Dạ 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 dạ, để gàn ra là coi thấy ngồi. Từ từ đó, mấy hôm đi rồi đi.
Được không? Được không? Dạ. Ra tới ông sống đầu là được rồi ha. Đi bữa không vậy? Dạ không. Đi đi coi dây sắt để. À, tới ghe rồi bà con. Nãy giờ cũng khoảng 10 phút, hơn 10 phút luôn á. Ghe kìa không? Ghe. Ghe nhỏ hay to? Ghe to. Rồi bà mới quay quay hồ đèn tiếp đi nhé, đưa hay chưa? Hồ đèn tiếp quay đây rồi. Này cho này, đây đi, đây mà đi. Dạ dạ dạ. Khách thì mới đây đi, anh có gì cần hiểu không ạ? Rồi đưa con đem đồ cho đi nha. Bác trước, bác cách đưa đưa cho đưa cho. Dạ. Ba 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 ba. Ba. Ờ, anh nhìn vô trong đi, vô trong đi. Rồi rồi. Tới ghe rồi nha bà con. Đây là trong bui ghe này. Em sẽ quay sơ cuộc sống của mấy chú mà anh ngư dân đi gần bờ là như thế nào nha. Nghề lưới rút lần đầu tiên. Dạ con chào chú. Lần đầu tiên là con đi ghe lưới rút. Ông Nguyễn Tư. Nguyễn Minh Tư. Dạ. Tư xới là Tư xới. Ê chứ để có gì hầm không? Hả? Có Tư đem ra kia. Tư quên mấy. Đây là mình làm được cái ao cá hố phải không chú? Dạ. Nó có dây đờn nữa ha. Đờn nó cán khởi đất. Dạ. Câu nó gần rồi. Là mấy lưỡi chú? Hai lưỡi mà hai thẻo. Hai thẻo, mỗi thẻo hai lưỡi đôi ha. Ừ. Dạ lưỡi đôi. Nó có một chì đây nữa. Có dây xinh xinh đây là để chớp nháy. Dạ, chớp nháy là nó thấy nó phát hiện. Ừ. Còn mình câu mồi ha chú ha. Mồi. Có mực có à mát luôn. Dạ. Cá hố nó cũng ăn tạp lắm á. Ừ. Thấy mình ăn không? Khô lắm á chú. Nó kén mà một khúc rồi không bự ăn nữa. Dạ. Nó không ăn miếng màu đó. Dạ. Nó ăn miếng màu cho nó liền lột. Dạ. Giờ mình cắt xé vậy là nó đúng ăn. Phải đúng miếng đó. Dạ. Còn nếu mà nó táp rồi là nó không có táp lại. Dạ, nó không táp được. Dạ. Không nhỉ. Như mấy bữa nay chú câu được cá hố không? Được. Nó lớn lắm. Lắm. Một bữa đó hả chú? Ờ. Là hồi tối đó hả chú? Ờ. Dạ. Nhận nó lớn lắm. Thằng nãy vợ túng vô. Dạ. qua là mấy rồi. Dạ đa số là cũng như là mình đi nghề này là cái tiền câu cũng quan trọng đó chú à. Dạ, dạ. Tiền câu riêng mà. Dạ. Anh nào thức thì câu kiếm tiền mà anh không thức thôi. Dạ. Đây là cũng như là trẻ là không lại về những người lớn tuổi à. Những người lớn tuổi rất giỏi. Dạ cho con hỏi bà con khán giả biết là chú tên gì chú? Chú tên Bảy Anh. Dạ chú Bảy. Dạ chú Bảy. Dạ chú tên gì? Chú Sơn. Dạ chú Sơn. Còn chú ạ? Khinh. Dạ Khinh. Dạ chú Khinh ha. Chú Khinh đó. Chú Khinh. Dạ Dương Văn Khinh đó. Dạ. Còn dưới đây là chú này. Chú này là chú Bảy. Cũng chú Bảy. Chú Bảy ngồi động. Chú là chú Ba Đạn. Dạ chú là chú Ba. Ba chú Ba Đạn. Dạ còn chú bên kia Nam. Dạ chú Nam.
Năm. Dạ đây là chú ba nè, chú năm nè, đây là chú bảy nè, đây cũng là chú bảy luôn. Dạ đây là chú hai nha bà con. À, giới thiệu cho bà con, đây là anh Tài Công, con của chú Tư. Tài Công là lồn mà nhìn bó mới đất lở đó. Quay đi đâu, quay làm đâu. Mấy giờ chưa có nước mà uống. Lồn nổi tiếng của số đất lở đó. còn anh chèo thúng trong kia đang ra là tên gì chú? Anh Tý. Có gì nếu mà con lỡ mà hỏi một lượt mà con quen tay, có gì con hỏi lại mấy chú đừng có giận nha. Dạ. Anh bên trong một bông bự. Con xin bà con và mấy chú thông cảm, tại vì là con lỡ ngồi trên đây rồi cho nên con quay xuống chứ đúng rồi con phải chạy xuống dưới ngồi. Dạ con ăn rồi, con mới ra đây ạ. Trước đây chưa ăn cơm mà gai rồi không có nấu cơm, uống nước rồi nữa chứ. Uống nước xong đâu đi. Dạ. Đây là anh Mỹ Lệ ha. Anh Mỹ Lệ giới thống. Dạ. Giải thống chuyên rồi chuyên giải thống. À vậy là mỗi lần mà đưa đèn xuống là anh xuống nước ha. Không mà anh Tư lồng thế. Sáu vô đây chứ. Dạ. Tư lồng thế. À là chú Tư. Dạ. Chú Tư là xuống nước. Dạ. Đưa luôn. Dạ. Vậy là mình phải cần có hai cái thúng, để một thúng để giữ đèn còn một thúng để giữ lưới ha chú. Giữ cái gì? Dạ. Dạ. Đó là lần đầu tiên. À. Dạ, mỗi người có mỗi cái trách nhiệm riêng ha chú ha. Dạ. Dạ. Nói chung là con lần đầu tiên mới đi nghề lưới rút mình. Thật sự hôm nay là một ngày rất là hào hứng để chuẩn bị là truyền tải lại cái công việc cũng như là cuộc sống của mấy chú, mấy anh ngư dân. Anh đây là Phụng Lũ An. Dạ. Anh Đen. Dạ. Lên nuôi. Dạ, dạ. Đây là chú nuôi ha. Dạ, chú nuôi. Dạ. Anh Đen nhưng mà phụ mình phải lên nuôi. Dạ, dạ. Ông nấu mình phụ đây. Dạ, dạ. Dạ. Phụ cho đi nhanh. Dạ, chú có cần con phụ không? Con xuống con phụ với chú luôn. Đâu phụ? Dạ, dạ. Chú là phụ luôn. Liên của nó mà. Dạ, dạ. Nó ngồi sau bao anh nè. Dạ. Ngồi sau bao để câu. Cùng một cục đó. Dạ hả? Người nấu ăn là làm chức vụ gì khi mà bủa lưới chú? Để là cũng lên trước luôn. Dạ cũng làm bình thường ha chú ha. Bình thường. Dạ dạ dạ. Nhưng mà ổng có trách nhiệm là ví dụ vua chia tiền á là cho ổng thêm. Dạ cho thêm cái tiền riêng là nấu ăn. Dạ. Và ở xử lặn thì có tiền lặn. Dạ. Lặn là có ổng lặn. Dạ dạ dạ. Giờ ghe cũng đã đề máy rồi bà con. À, chuẩn bị ra khơi. Chuẩn bị sẽ xuất bến. Giờ thì mấy chú đang cảo neo lên để chuẩn bị ra khơi. Tư đang vá lưới lại. Đây là bị máng cái gì nó rách hả chú à? Nó lưới lỗ. Dạ. Đây cái mặt lưới này nó bao nhiêu phân chú? Đây 12. Dạ, gọi là 1/2 á. Ừ. Còn lỗ đó là thấy rồi hả chú, hay là có đây nữa không? Còn mấy đây bỏ gió lại hoài. Đây nó ít cho nên bây giờ mình để mình giá chứ không nó nhiều là mình phải giá trước khi mình về nghỉ ha. Dạ. Giờ thì ghe đang chạy. Ở kia cũng có một chiếc cũng đang cảo neo luôn. Cũng chạy ra làm luôn. Và tượng Phật Mẹ Quan Âm. Thì hồi bữa em cũng có quay cho bà con xem là cái video mà đi đến An Chuẩn á, làng chài An Chuẩn á bà con. Giống ngôi chùa đó là mới xây luôn phải không chú? Mới xây rồi. Dạ. Tượng Phật Mẹ Quan Âm có ba hình luôn nha, ba hình chùm một.
như ghe mình ở ngoài mình đây có kiên cử gì không chú? Hả? Ý là ghe mình ở ngoài Quảng Ngãi mình đây là có kiên cử, có vấn đề gì không? Không có. Dạ. Không có. Giả sử nói chuyện đồ có kiên nói gì không chú? Không có vậy chứ. Dạ dạ. Chỉ giờ anh em là tới hành làm an thôi chứ. Dạ. Chế không? Chỗ kia là cái ấm này là chú chế nè bà con. Mấy ông chưa tới. Năm rồi đây. Bằng tre nha. Tre tạo. Ông đó là ông bỏ cái ghim này. Đó ghim. Cái này là mình vô bút là vô thẳng vô luôn hay là mình nối? Nối chứ. Vô bút dày là vô thẳng luôn ha. Vô thẳng dày luôn ha. Cái này muốn dốt không? Ờ. Dạ. Mày sao mày không biết rằng nó? Dạ không muốn biết chút ít chú à. Vì có việc giá lưới. Cầm ghim nó nghe hả? Đi một bút hay hai bút chú? Cút rưỡi hay là một thôi luôn không? Không chạy đâu. Ủa cái nhựa đây sao giống nó to không vậy? À, nhựa to, nhựa nhỏ đây nè. Cái chỗ cầm ghê lớn, mà cầm cỡ thì cầm không được, không giống cầm. Dạ. Mà nếu bỏ là cầm đó thì gió nó đánh thì là nó dậu vô là hư ghê. Dạ đúng rồi. Sau một hồi khoảng cỡ hơn nửa tiếng là chú đã vá lưới xong, giờ là về nghỉ ngơi thôi chú ha. Thấy công việc rồi vô nghỉ ngơi uống nước rồi, tới điểm rồi bảo neo và trong đèn thôi. Sẽ rất cầu mong cho đêm nay ghe của chú Tư sẽ được vay được nhiều cá, nhiều mực. Cầu xin thì cầu xin bà ghe dạ. Cho được là không quay không kể được kiếm mà nhiều gì đâu. Chú Năm dạ chú Năm này đang thả đàn câu cá chù á cháu. Đúng rồi. Dạ. Cá chù á. Còn chú là chú Hai, chú ba. Còn chú hơi lùng lùng rồi chú hơi hớt. Dạ. Hai hớt. Còn hoài biết. Giờ mới quá chưa có định hình nổi là định chưa quen sao là chú điện thấy không bữa đó. Dạ thấy là con đi không thấy bữa đó. Dạ con đi biển hoài bà chú. Dạ con tên Bảo nha cháu. Tên Bảo, Bảo á. Bảo à. Dạ đi biển mà kêu tên Bảo nó cũng ngại ngại quá hả chú à. Tên mình chưa có bố tố đâu. Đến ra ghe mà là có chú Hai nè, chú Ba nè, chú Tư, chú Năm. Đúng. À, không phải chú Sáu, chú Bảy, hai chú Bảy lạc. Đúng rồi. Quay mấy ông lại đi. Mấy chú đằng kia thì đang uống nước trà, ngồi nói chuyện, làm câu. Đúng rồi, đúng rồi. Cá ăn, cá ăn. À. Cá rong vậy, giống rong chú ơi. Mời chào cháu mới vừa rồi nói chuyện là có cá ăn. Có người á. Cá rong vậy. Cá. À rong chú à. Rong. Bèo. Con bèo với có bị. Này bị báo. Bị báo. Bị báo. Giờ này là 4:30. Đã tới điểm rồi. Bây giờ thả neo xuống. Mình thấy chú Tư là chủ ghe nhưng mà chú Tư làm còn hơn tất cả mọi người luôn. Việc gì chú Tư cũng làm được hết. Vá lưới rồi neo rồi đủ thứ. Với tuổi nghề rất là lâu năm, đi từ lúc 12 tuổi mà bây giờ là 60 mấy tuổi rồi. Thì bà con biết là kinh nghiệm của chú rất là dữ dằn luôn. Dạ cũng buồn chứ nhưng mà công việc phải đi cháu à. Dạ cũng như chú đó, chú cũng đi hồi trước cũng đi là chú đào trước cũng đi rút là đi khờ nha bà con, đi có tháng mới về là á.
Dạ chú nè, chú lần. Chú ba nè, đầu về dưới chúng tạo đó điền thống nhiều lần, cái nhiều lần đó. Bé đi một năm chú điền lần. Vậy hả? Bé này năm nay mới ra nhòa đi này, dạ nó có sự cố. Dạ chú. Nó bệnh. Cứ một năm là mới về một lần. À. Dạ. Ghê vậy hả? Dạ. Đi võ lắm. Dạ sau trong khi trăng hay là gì chú không về? Dạ tàu ở đâu thì bắt nó xa quá, mình về một lần về mình coi là mất công. Dạ kinh phí rồi nó tốn kém mà chú ạ. Dạ chẳng ngờ mình có tiền mình gỡ về đâu. Dạ vậy cũng buồn. Dạ. Này giờ này thì mấy chú mấy anh ăn cơm này. Thôi rồi. Lớn khổ dữ lắm. Ngoại biến ăn vậy là gì nhờ ăn thì không à. Đây mình chia ra theo kiểu là hai chỗ ăn ha. Dạ hai mâm. Gọi là hai mâm á. Tại vì ở đây thì cũng không ngồi hết được. Dĩ dễ thì dĩ chùa. Thì dĩ dễ. Có đứa có chuyện tôi chứ. Tôi đồng đó. Đưa tôi đó đi. Hey, tôi đây vô đó. Chào tôi coi. Một cờ ba đó. Đi bên đâu? Đi bên này. Đi bên này. Dạ dạ. 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 Biến đó mà mày đi dân biến. Có tôi chưa? Có rồi. Xong rồi, xong rồi. Thêm một cái tô cho ông anh công nữa. Rồi mời bà con cùng ăn cơm với cháu luôn. Dạ mời. Mời cháu ăn cơm. Rồi, lấy lấy. Có cái xong rồi đó con. Cho này hai vợ, cho hai bơ vợ. Cuộc đời dân biến khổ lắm. Khổ vợ luôn á. Em ơi. Khổ mình vợ, vợ nhiều quá. Ăn mẹ tụi lính một ngày bơ sợ bơ lít không ngon dễ ngầu kìa thật càng mệt cái là để lấy vô cộng nè thật càng mơ bét chỗ là bơ cốc đời vỡ ngon. Giờ này là trời cũng đã sập tối rồi, đèn điện cũng đã lên. Mấy chú cũng đã bắt đầu đưa câu ra rồi đây. Còn bên đây là ông anh chưa, mấy chú đây còn ngủ sắp xíu nữa. Tại vì trời xíu nữa cá mới gom lại nè. Cá giờ trời cũng chưa có gọi là tối hẳn nè. Đây ông chú này đang lấy mồi ra. Mồi bằng cá trích nè chú. Phải rồi đi mồi á. Mình đem mồi ra sẵn ha. Ngày hôm qua là mình để dành lại chú. Dạ. Còn anh Lệ thì cũng đưa đàn câu ra sẵn sàng rồi đây. Mỗi người sẽ có một đàn. Đây cá đây mình câu có cái cần đảng giữa này. Ủa sao mình bỏ muối nè chú? Bỏ chỉ là cứ con cá là cá mềm. Dạ. Có đồ mặn á, cứ con cá là cá mềm. Dạ. Đây cũng là mồi câu có hố luôn à chú ha. Dạ, người thì câu có trách, người câu có độc hả chú? Thì thế, em muốn mua mồi thì mua. Dạ. Ghê đây là xài những cái bông led hình mắt mèo nha bà con. Rất là sáng nha, đây là sáng màu trắng nha. Đó, màu trắng vàng một chút xíu. Và kia là cái bóng siêu tăng phô giống gai bằng hậu vậy đó. Và bóng led đây khác gai bằng hậu một chút xíu. Sáng mà chói mắt luôn. Rồi chú trên kia thì đang thả câu xuống. Ở phía bên này thì anh Lệ cũng đang móc mồi. Mình móc từ cái bụng lên trên đầu ha. Đây cũng giống như cầu ba mú này, cũng giống vậy á. Móc này. Cá chuồng hả? Mình xốc cá chuồng để mình câu hả? Trời ơi cá vậy. Cá chuồng. Ủa cá chuồng gì đi một đàn luôn rồi.
khơi nữa hả? Cá chuồng nãy nó bay ra, cá chuồng cũng gọi là chuồng mẻn, chuồng nhỏ à. Chuồng nhỏ. Chuồng kia chuồng cồ chuồng bự. Coi thử phía bên kia thử kìa. Rồi xuống cao hết rồi, chú ba cũng xuống luôn rồi đây. Rồi. Chú cũng xuống luôn. Tiếp, anh lẹ quá hay, con thứ hai rồi bà con ơi.
người ngồi ở ngoài góc bo ngoài sau đây là gọi là cũng có một cái ý đồ luôn phải không nha chú? Ý đồ gọi là ý là cái ý đồ có nghĩa là đó là có viên bố mẹ trong đêm. Dạ cứ một đêm là hai người một ca. Đêm hai người. Dạ nguyên một đêm luôn á chú. À. Dạ cứ một đêm là hai người một ca là có nghĩa là cái ca đó có nghĩa là vừa câu thì thoải mái muốn làm gì làm à. Nhưng mà cái quan trọng á là mình thích coi thử có cá bự cá lớn hoặc là cá nhiều đó kêu tài công vậy à, bủa lưới bất kể thời gian nào hả chú ha chứ không có cần tới giờ gì hết. Bây giờ là không có mình mới kêu tới giờ mình mới kêu. Dạ còn ví dụ có tới sớm vô giờ nào dạ. Mình giờ nào là đánh giờ đó đánh là nó à, dạ đó là nhiệm vụ hơn người hôm sau. Dạ dạ là hai người ngồi sau đây là có ý nhà như vậy. Hôm nay là chú tới qua diện trước lại chú câu dạ đó người khác hai người khác không kế đây à dạ 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 xây vòng tròn á hả cứ đi vòng tròn dạ với đồng điệu mà dạ 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 còn cái người mà lặn đồ là không cần thất ha. Mấy ông đây là nếu con đêm nay cậu không có ông dùng cũng cậu ngồi còn chú với chú lệ là sức mạnh dạ sức canh viên đây vậy bây giờ đó là phiên mà dạ ơ ông vậy vừa canh cá vừa canh tàu dạ làm những ghe lưới rút mà đi khơi có vậy không chú? Có vậy luôn chứ vẫn vậy luôn hả à. Giờ này thì trời cũng mưa lăn rắc rồi bà con. À, ngày mai là anh Lệ lên tới kia còn chú ba là ngồi chú hả chú à? Dạ dạ anh Lệ lên tới kia hả anh lên à đúng rồi anh Lệ lên kia rồi còn chú ba là ngồi chú đây dạ. Dạ cũng như là chạy vòng chạy xây hai người á. chú hai còn ở đây là anh xin cho bảy chú bảy bên kia cũng chú bảy luôn dạ chú nấu cơm cũng chú bảy luôn anh nói là anh bảy cộng đồng. Còn đây là anh bảy chú không cầm tay cái câu nè chú có bự là nó tới ngang dạ chú câu có bự không dạ không câu có nhỏ à nhỏ câu mấy con bọt đâu dạ cái nhỏ cầu để ghe nếu mà 1 ký 6 con thì 6 con được có mấy chục ngàn rồi chú à ừ, tại vì có nó rẻ dạ có to nó mới có giá rồi chú à ừ, có to là dạ. 200 ngàn 1 ký là con phải 1 ký trở lên rồi phải không chú ừ là 200 ngàn dạ rồi dạ. Nó tăng lên tiền lên ví dụ ký gửi thì nó nhân tiền lên dạ cứ 200 ngàn 1 ký ca đó nó hiếm rồi chú không chú hiếm mày quánh lưới nó vô nhiều không nó vô nhiều lắm nhưng mà vừa đầu được bãi tỏa đó dạ hả bãi tỏa có hả có lớn có nhỏ luôn bãi tỏa dạ chứ có chim riêng đó nghe dạ chim con tròn tròn vậy nè dạ con chim đen đen á ha à. Ở đây mình thấy điện ở trong bờ luôn nha bà con điện trong bờ đó à. Và những chiếc ghe này ở đây là chiếc ghe mình chụp này à, nó có cái gạnh đưa ra đó à, còn mấy chiếc ghe đây là rút hết này. À, anh em ở đây á, thì cũng giống như ở ngoài câu đèn có người đại dương là để một khoảng cách nhất định để không có gì chạm đèn với nhau khi mà chạm đèn gần quá thì nói chung có ảnh hưởng hai bên luôn rồi chú ha à, nó né nè dạ lúc đó thì cũng tự động né ra giờ này cũng gần 7 giờ tối rồi bà con à, mấy chú cháu thì cũng đang ngồi câu cá đây một không khí rất là vui nha nhưng mà điều cá chưa ăn thôi chưa tới canh ăn hay sao á bà con có thấy con cá nhái quầy xa không bà con khá to luôn nha quay lên hình mà thấy là con cá nhái đó cũng to lắm á à, đây được con bự đây kìa dạ, to đó
cá ăn hả? À, chú câu được 2 con. Mẹ mới ngủ quay mất rồi coi. Trời nó mưa vô nấp nấp cái nằm nằm cái củ quay mất. Đang ăn hả chú? Kêu bà con à, nhỏ. Dạ. Ủa như vậy là có cá chưa chú? Hả? Như vậy là cá đang ăn chưa? Sao con thấy nó cũng nhẹ mà. Không, đang ăn mà chưa biết. À, nó đang rỉ rỉ á chú à. Trời mưa mà chú cũng vẫn cố gắng để câu. Rồi con này. Rồi nó mưa. Nó không có to nhưng mà lắc cắt lắc cắt.
À, cá nhỏ. Nhỏ. Ồ, nó ăn nó dính vô ngay cái luôn à. À, chứ để nó cắn ha. Giờ này là đúng 11 giờ đêm. Ngoài kia trời vẫn đang mưa và bắt lưới đầu tiên chuẩn bị bắt đầu. Việc thời lượng khá dài rồi. Em Bảo mời bà con xem ở video sau luôn nha.